Quý vị và các bạn thân mến, để có được nguồn thực phẩm an toàn và sạch thì ngày nay mỗi gia đình thì thường tự thiết kế cho mình một vườn rau trên tầng thượng để đảm bảo có nguồn rau sạch cho mỗi bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, để bổ sung thêm nguồn thực phẩm sạch thì mỗi gia đình còn tự thiết kế thêm cho mình một số khu chuồng trại để chăn nuôi các con vật như là gà, cá hay là chim bồ câu. Nhưng việc làm thế nào để chăm sóc cũng như là vệ sinh khu chuồng trại trong ngôi nhà của bạn hoặc là xử lý nguồn thải của các con vật nuôi này. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tham khảo một số phương pháp để chăm sóc cũng như là vệ sinh khu chuồng trại cho các con vật nuôi trong gia đình qua sự hướng dẫn của chị Huyền Chi, thành viên của công ty môi trường công nghiệp Hoàng Yến. Xin chào Huyền Chi, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Em chào chị Hoàng Thương và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Nhà sạch vườn đẹp hôm nay. Từ đâu mà bạn có ý tưởng là đặt một cái khu chuồng trại nuôi các con vật trong gia đình như thế này? Hiện nay vì cái việc mà nhu cầu mà sử dụng cái nguồn thực phẩm sạch cho gia đình là một cái nhu cầu thiết yếu, và để tìm được cái thực phẩm mà thực sự là sạch và an toàn ở trên thị trường thì rất là khó, cho nên là em nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ tự cung cấp cái nguồn thực phẩm đó. Nhưng mà ở cái môi trường đô thị như thế này thì là cái việc để có một cái không gian có nhiều đất để có thể xây dựng được ví dụ như chuồng trại chăn nuôi này, hoặc là ao cá, hoặc như trồng cây thì rất là khó, cho nên là em muốn tận dụng cái vị trí trên sân thượng. Thì với hiện tại gia đình em thì với cái diện tích là gần 100m² ở trên sân thượng thì là có bố trí riêng khu vực để trồng rau xanh này, khu vực để trồng cây ăn quả, cũng như là khu vực chăn nuôi, nuôi gà này, nuôi cá, nuôi chim bồ câu. Nói về khâu chuẩn bị thì mình sẽ phải chuẩn bị những gì khi mà muốn có được một cái khu chăn nuôi trong gia đình như này? Điều đầu tiên mà chúng ta cần chuẩn bị để chăn nuôi gà và chim đó là chúng ta cần một cái chuồng. Bạn có thể hàn nó bằng sắt hoặc là inox. Như nhà mình thì đang dùng chất liệu là inox thì nó sẽ bền hơn, chi phí nó cao hơn một chút, nhưng mà việc vệ sinh rồi độ bền của nó thì rất là cao. Dù là cái này diện tích của nó thì tùy thuộc vào cái diện tích sân thượng, đúng rồi, của gia đình. Nhưng mà có một trong những điều mà bắt buộc các bạn cần phải làm đó là cần phải có mái che để đảm bảo là gà không bị nắng mưa dễ gây ra một số các loại bệnh. Và ở trong chuồng thì chúng ta nên chia thành nhiều tầng để giúp cho gà và chim có chỗ để đậu. Trong khi mà nuôi chẳng hạn ấy thì mình sẽ phải có cái phân chia cái khu nuôi chim bồ câu hay nuôi gà rõ ràng ra không? Đúng rồi, chúng ta nên phân chia riêng, và kể cả là với gà chúng ta cũng chia riêng. Như nhà mình thì có chia thành hai ngăn, bởi vì là gà thì đặc tính của nó khi mà khác đàn ấy thì chúng thường kiểu đánh nhau ấy. Nên là ví dụ như kiểu nhà mình nuôi để thường gối đàn để là lúc nào cũng có thực phẩm sạch, chứ không phải đợi là ăn hết đàn này thì mới mua một lứa khác. Ví dụ như kiểu lứa cuối mà còn khoảng 2-3 con chẳng hạn thì mình sẽ nhốt lên trên khu riêng trên này và thả lứa mới xuống dưới này. Thì chim bồ câu thì có phải như thế không nhỉ? Ở chim bồ câu thì thường là nhà mình nuôi để đẻ nó chung một đàn, với là chim bồ câu nó cũng không giống gà, cho nên là chỉ cần chia ra, ví dụ như kiểu này chia một cái bên để chim có thể ra phơi nắng thì đó, bên đó thoáng hơn, còn bên này mái tre thì để chim có thể sinh hoạt bình thường. Khi mà lựa chọn các cái giống gà để nuôi trong gia đình ý, thì mình sẽ phải lựa chọn như thế nào? Thực ra thì về cái giống gà thì nó phụ thuộc vào cái sở thích của từng gia đình. Ví dụ như gia đình em thì thường là thích ăn gà mái là gà di này, rồi ví dụ như gà trống thì là gà lai chọi này, và ví dụ như chim bồ câu thì là loại chim bồ câu kiến, là loại chim nhỏ ấy, thịt nó rất là ngon. Và chủ yếu mục đích nhà mình nuôi không phải là nuôi gà từ bé rồi nuôi thành lớn để tiết kiệm chi phí, mà mình muốn nuôi là để mục đích là mình muốn có cái sản phẩm sạch để phục vụ cho gia đình ấy. Thì thường nhà em khi bắt gà thì em thường chọn những cái giống gà đã trưởng thành khoảng từ 8 lạng cho đến cân 2 đó. Sau đó thì mình nuôi ví dụ như gà thì sau đó sẽ chọn ra những con gà nào mà gà mái mà nó đẻ sai đấy thì mình sẽ giữ lại khoảng từ 4 đến 5 con, còn những cái còn lại thì thịt dần sau 2 tháng nuôi. 2 tháng là cái khoảng thời gian mà để đảm bảo là trước đó là mình không rõ nguồn gốc là gà đã ăn những cái gì đó, nó sẽ đào thải ra hoàn toàn và đảm bảo là thực phẩm mình nuôi là gà sạch hoàn toàn. Nuôi gà thì vừa đảm bảo được nguồn thực phẩm có thịt để sử dụng cho gia đình mình, lại còn có cả trứng nữa để đảm bảo dinh dưỡng nữa, đúng không ạ? Vậy thì còn chim bồ câu ạ, thì chăm sóc thì nó có khó không? Chim bồ câu thì cũng giống như gà thôi, chủ yếu là mình đảm bảo là nó luôn có nước uống, nhất là trong mùa hè nóng như này. Với
về thức ăn sử dụng của chim bồ câu thì em sử dụng thóc. Với riêng khi mà có chim nhỏ như lứa vừa rồi mới ấp đấy ạ, thì là chúng ta sẽ mua thêm cái loại cám chim mà nó bán gói sẵn, mà chúng ta có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng bán chim cảnh đấy, thì chúng ta sẽ trộn thêm vào. Cái loại cám này thì sẽ giúp cho chim bổ sung dinh dưỡng và đặc biệt là giúp cho chim mẹ dễ dàng mớm mồi cho chim con hơn. Thế thì khi mà nuôi các con vật trong gia đình như thế này thì mình có thể tận dụng được những cái nguồn ví dụ như là cọng rau hay là những thức ăn thừa của mình để chăm sóc chúng không, cho chúng ăn? Vâng, thực ra thì em muốn lưu ý mọi người là về thức ăn cho gà nhà em sử dụng thì là mình sẽ cung cấp cho đủ dinh dưỡng thông qua là thứ nhất là về chất bột này, thì có thóc này hoặc là bột ngô. Thi thoảng ví dụ gà đẻ thì mình sẽ hàng tuần ý, sử dụng chất tanh, ví dụ như là mình mua các loại lòng cá mà ở chợ người ta bỏ đi đấy, hoặc là một vài lạng tép chẳng hạn. Còn về riêng về rau xanh ý, thì nhà em tận dụng luôn những cái loại rau, những cái lá rau già ở vườn đấy để cung cấp đủ dinh dưỡng cho nó. Nhưng mà riêng về thức ăn thừa thì ví dụ như kiểu là cơm thì có thể thi thoảng chúng ta tận dụng cơm cũng được. Thế theo em là mình không nên sử dụng những cái loại thức ăn mà mình mua ở chợ ấy, đấy mình chế biến rồi mình cho gà ăn, vì mình đang muốn đảm bảo cái đầu vào của gà là sạch hoàn toàn mà. Khi mà chưa rõ về nguồn gốc của những cái loại thực phẩm kia thì mình cũng nên hạn chế sử dụng. Vâng ạ. Các cái con vật này mà nuôi trong gia đình đương nhiên là sẽ có cái nguồn thải của chúng đúng không? Vậy thì cái hệ thống xử lý thải rác thải của chúng ấy thì mình sẽ phải sắp xếp như thế nào, bố trí như thế nào để xử lý cho tốt? Vâng, đây là một trong những cái điều quan trọng mà khi thiết kế chuồng ấy. Vì vậy là nhà em chia ra làm rất nhiều những cái khay nhỏ như thế này để đựng, và khay thì xếp sát với nhau đấy, để có thể đựng chất thải của gà hàng ngày, phân ấy và các loại thức ăn thừa mà rơi vãi xuống. Ví dụ như cứ hàng tuần khi mà gà vệ sinh với cả là thức ăn thừa rơi vãi xuống ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế phẩm này để rắc, nhưng mà rắc một lớp mỏng lên thôi, và cứ mỗi một tuần chúng ta rắc một ít lên. Vâng, và sau đó thì khi nào mà nó đầy thì chúng ta mới bỏ ra riêng một cái nhà mình có một cái chậu rất là lớn bằng nhựa đấy, và để các thu cái gom loại, các loại rác thải vào đó. Đúng rồi, thu gom vào đó và đổ vào trong chiếc chậu lớn đấy. Thì em có sử dụng thêm cái chế phẩm Chitrolama này, nó sẽ giúp cho cái việc oan mục của những cái phần mà mình bỏ ra đó nó sẽ trở nên rất là nhanh hơn, và đồng thời là nó khi mà nó oan mục rồi mình có thể sử dụng nó để làm phân bón cho cây rất là tốt. Đây là cách để chăm sóc cũng như là vệ sinh chuồng trại cho khu nuôi các con ví dụ như là gà hay là chim bồ câu. Vậy thì còn cá thì sao? Cá thì không phải là nhiều gia đình có thể thiết kế được một khu nuôi cá ở trong nhà. Vậy thì như gia đình nhà mình ấy, thì Huyền Chi đã làm như thế nào? Giới thiệu với chị thì đây là khu vực mà bể cá mini của nhà em. Bể cá này nó khoảng 8 khối nước. Với số lượng nước, với diện tích như thế này thì là có thể nuôi được khoảng từ 10 đến 15 con cá loại từ 2 đến 5 cân. Tức là mình bắt đầu nuôi cá từ khi mà cá đã được khoảng 2 đến 5 cân rồi ạ. Đúng rồi ạ, bởi vì là như em đã nói giống gà ấy, mục đích mình nuôi đây là để mình tạo ra cái nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, chứ không phải là mình nuôi với mục đích thương mại, là nuôi từ khi cá bé đến lớn. Vậy thì chăm sóc cá trong gia đình trong một cái bể cá nhỏ như thế này thì mình có phải đặc biệt lưu ý vấn đề gì không? Có, khi mà nuôi cá thì nó khó hơn nuôi gà một chút. Đấy là bởi vì là cá sống trong môi trường nước, nên là lúc nào mình cũng phải đảm bảo là cái nhiệt độ nước, nhất là trong cái thời tiết mùa hè nóng như này, là nước phải luôn mát này, nước phải quá đục và phải có đủ oxy cho cá. Có phải là mục đích làm mát của mình là nên cho nên là mình đã cho những cái bèo này vào đây không nhỉ? Đúng rồi đấy chị ạ, đây cũng là một trong những cách để làm mát nước. Thế còn đây là hệ thống để lọc nước cho nước nó sạch hơn ạ? Vâng, đúng rồi, và đồng thời tạo oxy nữa. Thì hệ thống này hoàn toàn là do gia đình nhà em tự làm thủ công. Hiện tại thì bể cá nhà mình đang nuôi những loại cá gì đây nhỉ? Sau này thì nhà em có nuôi cá rô, cá chê, cá chấm, cá quả và cá nheo. Cũng được khá là nhiều loại cá. Như vậy là chúng ta cũng đã có thể bổ sung thêm được một nguồn thực phẩm khá là phong phú cho bữa ăn của gia đình rồi đúng không? Vậy thì khi mà nuôi cá ở trong gia đình như thế này thì mình sẽ phải chăm sóc cá bằng cái nguồn thức ăn như thế nào? Như chị thấy thì cái hệ thống bèo tây này ngoài để làm mát ra nó còn làm thức ăn cho cá luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bổ sung thêm những cái thực phẩm khác. Như em thì thường sử dụng cơm cho cá. Nhưng mà khác cái việc nuôi cá như ở ao, hồ lớn ấy, thì chúng ta
khi mà cho cá ăn bằng thực phẩm đó thì chúng ta nên là căn cái lượng thức ăn phù hợp trong ngày với cái số lượng cá mà mình nuôi, để tránh mà tạo ra cái việc là nó làm đục nước hoặc là nó làm tắc cái ống. Tức là mình cho một lượng vừa phải thôi đúng không? Không nên cho nhiều quá. Từ lúc thả cá đến lúc mình có thể đem ra sử dụng để đảm bảo nó sạch và an toàn rồi thì là khoảng bao nhiêu lâu? Thông thường là khoảng tầm 2 tháng. Cứ trên 60 ngày thì là hoàn những cái lượng thức ăn từ trước đó của nó sẽ được đào thải hết. Thì cá lúc đấy ăn sẽ rất là chắc và ngon. Vâng, xin cảm ơn Huyền Trí rất là nhiều về những chia sẻ của bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mình tin rằng là qua những chia sẻ của bạn thì quý vị khán giả của chương trình nếu như mà đang có ý muốn là sẽ thiết kế một cái mô hình chăn nuôi ở trong gia đình thì có thể tham khảo những cái phương pháp mà Huyền Trí vừa chia sẻ, và chúc quý vị và các bạn sẽ thành công. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.